bí ẩn lỗ khoan sâu nhất trái đất, chạm tới địa ngục cùng những âm thanh kỳ dị. Xin chào các bạn đã đến với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, ở trường thì chúng ta được dạy rằng bên dưới lớp vỏ trái đất là một lớp phủ và lõi. Một số người theo thuyết âm mưu thì tin rằng lõi trái đất hoàn toàn rỗng, nơi đó có thể là thế giới của người ngoài hành tinh. Khám phá đại dương, lõi trái đất luôn là những khát khao của con người từ trước đến nay. Trong cuộc đua tìm hiểu ấy thì Liên Xô đã có những công trình khám phá lòng đất đầy ấn tượng. Đó chính là siêu lỗ khoan Kola được thực hiện trong vòng 24 năm và khám phá ra nhiều điều bất ngờ có chút huyền bí. Đó là những điều gì thì ngay bây giờ hãy cùng với Top 1 Khám Phá tìm hiểu nhé! Từ dự án điên rồ, khoan sâu vào lòng trái đất. Năm 1962, chính phủ Liên Xô thành một hội đồng khoa học liên ngành để phát triển một dự án điên rồ mà chưa có quốc gia nào trên thế giới dám thực hiện với tên gọi siêu hố sâu Kola. Dự án này nhằm khoan sâu xuống vùng gián đoạn Mohorovic X. Vùng gián đoạn Moho được lấy tên theo nhà địa chất học, người có công tìm ra nó vào năm 1909. Đây là vùng ranh giới giữa lớp vỏ và lớp phủ của trái đất, nằm dưới bề mặt khoảng 60 km. Các nhà khoa học Liên Xô tỏ ra rất phấn chấn, họ đã cố gắng hết sức và bỏ ra rất nhiều chi phí cho một kế hoạch lâu dài, đầy tham vọng, thậm chí được nhìn nhận là bất khả thi này. Bởi vào đầu thập niên 60, các nhà khoa học Mỹ, đối thủ cạnh tranh với Liên Xô trên mọi phương diện, từng đề xuất một dự án tương tự mang tên Moho với cùng mục đích khoan chạm đến vùng gián đoạn Moho, lên Ủy ban điều hành của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ nhưng đã bị Quốc hội Mỹ thẳng tay hủy bỏ. Có thể họ cho rằng công nghệ thời đó chưa cho phép khoan sâu vào lòng trái đất như thế, nhưng Liên Xô đã dám bước lên một bước tiên phong và có vẻ như đây là một quyết định đúng đắn. Năm 1965, họ chọn một khu đất ở huyện Pechensky thuộc bán đảo Kola và cho xây dựng một tòa tháp cao 196 m để cố định thiết bị khoan. Tọa độ khoan mà các nhà khoa học Liên Xô lựa chọn là 69 độ Bắc và 30 độ Đông. Ngày 24 tháng 5 năm 1970, việc khoan sâu vào lòng đất chính thức bắt đầu. Viện đến công nghệ khoan đào tối tân nhất thời bấy giờ, đó là Euromas 4E và sau đó là Euromas 15.000. Các nhà địa chất đã khoan được một hệ thống lỗ hổng mà gọi đó là hố khoan siêu sâu Kola. Năm 1989, sau gần 19 năm miệt mài khoan đào, các nhà khoa học Liên Xô đã khoan được một lỗ hổng trung tâm với tên gọi là SG3, có độ sâu khủng khiếp là 12.262 m, tức là 12,262 km. Tại độ sâu này, SG3 nắm giữ kỷ lục lỗ hổng nhân tạo sâu nhất mà con người làm được trên trái đất trong gần 2 thập kỷ. Các nhà khoa học đã cố gắng đào càng sâu càng tốt, nhưng đến năm 1994, dự án tạm dừng lại. Và trong suốt 24 năm, họ đã đào được một lỗ dầu khoan đạt độ sâu 12.289 m, tương đương với 0,2% khoảng cách đến tâm trái đất. Để đào được, họ đã sáng chế ra một loại khoan đặc biệt chỉ xoay ở phần mũi khoan, có một đường ống dẫn chất bôi trơn, một thứ bùn áp suất cao để làm việc khoan được trơn tru hơn. Và khi khoan được cái hố sâu đó, các nhà khoa học cũng đã phát minh ra những công cụ mới để có thể nghiên cứu, khai thác được thông tin từ cái hố sâu vừa đào được kia. Dưới độ sâu không tưởng, họ tìm được cả nước. Khác với loại nước ta thấy trên bề mặt trái đất, nước này tới từ oxy và hydro được ép ra từ khoáng chất bên dưới bởi sức ép khổng lồ trong lòng trái đất. Tại độ sâu 7 km, họ tìm thấy được hóa thạch cực nhỏ của 24 sinh vật sống đơn bào đã tuyệt chủng từ lâu. Khi họ đạt được độ sâu 12 km, họ đã chạm tới được đá có tuổi thọ 2,7 tỷ năm. Nhưng cũng tại độ sâu ấy, nhiệt độ lên tới 180 độ C, khiến việc khoan tiếp là bất khả thi. Dự án đã phải dừng lại. Các nhà nghiên cứu mô tả đá ở độ sâu này có tính chất giống với nhựa, chứ không phải là giống đá như thường thấy trên bề mặt. 12 km là rất sâu, nhưng ta vẫn còn chưa đi được qua phần vỏ trái đất cơ. Phần manti trên bắt đầu từ độ sâu 35 km. Nhưng 12 km quả thực là rất ấn tượng so với công nghệ của năm 1994. Chắc hẳn trong tương lai không xa, chúng ta sẽ còn tiến sâu hơn được nữa. Loạt bí ẩn kinh hãi không lời giải đáp. Năm 1994, công việc khoan đào buộc phải chấm dứt do sự hạn chế của mũi khoan. Mũi khoan không thể chịu được mức nhiệt gia tăng trong lòng trái đất, do đó độ sâu 15.000 m theo kế hoạch đề ra không thể thực hiện được. Như vậy, tham vọng khám phá một thế giới bí ẩn khác trong lòng trái đất của các nhà khoa học Liên Xô đành phải bỏ giữa chừng. Vấn đề kỹ thuật hóc búa này chưa xong, các nhà khoa học Liên Xô lại tiếp tục đụng phải những hiện tượng huyền bí khác trong lòng đất. Một mặt, trong quá trình khoan, các mũi khoan tự động xoay tròn như mất bánh lái, như thể bị một lực lượng bí ẩn nào đó điều khiển. Và thậm chí còn đáng kinh hãi hơn, đó là một loạt âm thanh rợn người phát ra từ sâu bên trong lòng trái đất.
một thành viên giấu tên từng tham gia dự án kể lại như sau. Khi họ đưa máy thu âm xuống các mũi khoan với mục đích thu thập các âm thanh về sự dịch chuyển trong lòng trái đất, thì cái mà họ nghe thấy lại là những tiếng la hét kinh hoàng, ghê rợn, không khỏi khiến bất kỳ ai sởn tóc gáy. Vì cho rằng âm thanh bị nhiễu, họ đã đưa máy thu âm xuống sâu hơn nữa để kiểm tra. Tiếng gào thét càng trở nên rõ rệt hơn. Và đó không phải là tiếng hét của một người, mà là của hàng triệu người. Vì cho rằng đó là những tiếng gào thét đau đớn của những linh hồn bị nguyền rủa. Rất nhiều người đã từ bỏ dự án vì bị chấn động tâm lý và hoang mang cực độ. Đến năm 2005, sau 35 năm không ngừng khoan đào, dự án hố khoan siêu sâu Kola của Liên Xô tạm dừng và chính thức khép lại vào năm 2008 do bị mất nguồn kinh phí. Dựa trên thông tin hiện tại, không thể đưa ra bất kỳ kết luận gì về nguồn gốc của thứ âm thanh ghê rợn phát ra từ độ sâu 12 km bên dưới lòng đất này. Nhưng nó hẳn khiến cho rất nhiều người trong chúng ta liên tưởng đến khái niệm địa ngục trong hầu hết các nền văn hóa trên khắp thế giới qua các thời kỳ. Đây là nơi những người từng làm những việc xấu ác khi còn sống phải chịu sự trừng phạt bằng những hình phạt tra tấn hà khắc, khủng khiếp. Lúc trà dư tiểu hậu khi hội họp bạn bè, nếu ai đó hứng chí muốn nghe một câu chuyện giật gân thì hãy kể cho họ biết rằng địa ngục có tồn tại và trích dẫn câu chuyện trên như một bằng chứng. Tất nhiên, những âm thanh ghê rợn trên chẳng thể hội tụ đầy đủ bất kỳ điều kiện nào để được nhìn nhận như một bằng chứng khoa học đích thực. Nhưng trên phương diện tâm lý hay tinh thần, nó có thể đóng một vai trò tích cực như một lời nhắc nhở cho chúng ta biết rằng vẫn còn rất nhiều điều khoa học chưa thể giải thích, chí ít trong trường hợp trên. Sau nhiều thập niên, âm thanh trên vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Không chỉ vậy, nó còn là một lời nhắc nhở chúng ta rằng những gì được nói đến trong thần thoại, truyền thuyết hay tôn giáo không nhất định là sai, chỉ vì chúng ta chưa tiếp cận được nó, chưa thực chứng được nó mà thôi. Nên chăng gọi đó là một hiện tượng nằm bên ngoài khoa học để ngỏ nhiều giả thuyết không tưởng xoay quanh những gì được đề cập đến trong tín ngưỡng các nền văn hóa trên thế giới về một khái niệm phổ biến, đó là địa ngục. Một điều thú vị nữa là nếu bạn dám mơ mộng một chút để niềm tin dẫn lối và tiến thêm một bước nữa, bạn sẽ kinh ngạc khi phát hiện ra rằng các nhà khoa học NASA dường như cũng đã chụp được những hình ảnh đầu tiên của thiên đàng đấy. Thực sự thì thế giới quá rộng lớn, bao la nên sức con người chúng ta chưa thể nào khám phá hết được. Nhưng tin rằng những ai đang xem video này và theo dõi kênh Top 1 Khám Phá thường xuyên sẽ là người đi trả lời những câu hỏi về trái đất đang bị bỏ ngỏ ở thì tương lai. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video, đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và ấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!